Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là một trong 14 thị trường tiêu thụ thuốc lá lậu hàng đầu châu Á. Hàng năm, lượng thuốc lá lậu tràn vào Việt Nam khoảng 1 tỷ bao, làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tỷ lệ bắt giữ của lực lượng chức năng chỉ chiếm 1% trong tổng lượng thuốc lá lậu. Nguyên nhân tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn ra ngày càng nghiêm trọng là do mức lợi nhuận quá cao, lên tới 350%, cao hơn cả buôn ma túy. Đây là một thách thức lớn cho cơ quan chức năng. Giờ đây, thuốc lá lậu không những chỉ là vấn nạn mà còn là hiểm họa. Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 2014 đã phân công rất rõ chức năng, nhiệm vụ cho từng bộ ngành, đặc biệt trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương. Nếu như địa phương nào, tỉnh nào để xảy ra tình trạng buôn lậu thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Kể từ khi quyết định có hiệu lực, năm 2015, tình hình buôn lậu có giảm nhưng từ năm 2016 đến nay lại tăng lên. Tái nhập lậu bằng trước, thậm chí cao hơn trước và tình trạng buôn lậu, bày bán công khai ở tất cả các địa phương đều có nhưng chưa xử lý được ai là người đứng đầu. Chúng ta cần triển khai một cách quyết liệt và đúng cái tinh thần chỉ thị 30. Tôi cho đây là một cái chỉ thị cũng rất đầy đủ, nhưng vấn đề tổ chức thực hiện là chưa tốt. Nếu như địa phương này, tỉnh này để xảy ra tình trạng buôn lậu thuốc lá thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Và cho đến nay thì cái tình trạng buôn lậu thuốc lá bày bán công khai ở tất cả các địa phương đều có, nhưng chúng ta chưa xử lý được một ai là người đứng đầu. Đồng chí để cho buôn lậu có tràn lan trên địa bàn của mình, và có lẽ đề nghị các đồng chí ở trong lực lượng chuyên ngành, các đồng chí có cái đề xuất ban bí thư của chính trị rất rõ cái quan điểm xử lý về vấn đề này. Phương thức buôn lậu thuốc lá không mới, tuy nhiên các đối tượng vận chuyển thì ngày một liều lĩnh, vận chuyển bằng mô tô, xe máy cùng với các phương tiện hiện đại khác với tốc độ rất cao để lực lượng chức năng không thể ngăn chặn được. Lực lượng quản lý thị trường cũng như bộ đội biên phòng không có đủ trang thiết bị để đuổi theo khi thuốc lá lậu chất trên xuồng máy. Đây là một trở ngại rất lớn gây khó khăn cho việc bắt giữ đối tượng buôn lậu. Hiện nay, lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng cũng như các ngành chức năng khác chưa có lực lượng chuyên trách về chống buôn lậu thuốc lá mà chỉ có lực lượng chống buôn lậu ma túy. Cái bắt giữ thuốc lá lậu nhưng mà chúng tôi là cơ quan được giao cái một số hoạt động điều tra nhưng không được quyền khởi tố điều tra, khởi tố cái này, bởi vì là quy định là hàng cấm thì bộ đội biên phòng lại không được, thì cũng sau này cũng đề nghị Quốc hội cũng phải tính toán để làm sao tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trên biên giới có đủ cái công cụ về pháp luật rồi này các thứ để mới thực thi pháp luật được. Buôn lậu thuốc lá rất có sức hấp dẫn do lợi nhuận cao, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi. Thuốc lá điếu nhập lậu vận chuyển thường bị phân tán, xé lẻ, ngụy trang kín đáo, trộn lẫn giữa các hàng hóa khác hoặc thuê mướn người vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau và không tập kết hàng như trước nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Trên cái tuyến đường bộ, thuốc lá thì các đối tượng xé lẻ ra để tuần vào các cái hầm, các vách đấy và vận chuyển với số lượng dưới 3 thùng để mà lách luật, không bị xử lý về hình sự. Trên tuyến biển thì lợi dụng cái tuyến biển giáp với vịnh Bắc Bộ với phía Trung Quốc, các đối tượng sử dụng xuồng cao tốc đấy, gắn định vị để mà vận chuyển chở hàng hóa nhập lậu. Một vấn đề cực kỳ quan trọng trong giải pháp chống buôn lậu thuốc lá đó là sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng hoạt động ở vùng biên giới với các cơ quan trong nội địa như công an, biên phòng, hải quan, quản lý thị trường, v.v. Nếu không có sự phối kết hợp tốt sẽ dẫn đến tình trạng mạnh ai người nấy làm, thiếu thông tin, hiệu quả đấu tranh thấp. Đồng thời phải đẩy mạnh quan hệ quốc tế. Nếu chúng ta phối hợp tốt với các nước trong khu vực thì chắc chắn việc ngăn chặn thuốc lá lậu sẽ tốt hơn rất nhiều. Vấn đề hợp tác giữa các cơ quan chức năng ở hoạt động ở vùng biên giới với các cơ quan chức năng ở trong nội địa, đồng thời cũng phải là chúng ta mở rộng cái quan hệ quốc tế, phối hợp thông tin, cái kinh nghiệm để đấu tranh với những kẻ chủ mưu cầm đầu là rất quan trọng. Thuốc lá lậu do trốn được tất cả các loại thuế, từ năm 2019, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nội địa tăng lên 75% sẽ khiến giá thuốc lá tăng cùng với những thách thức trong đấu tranh với tội phạm buôn lậu. Vì thế, để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019. Với mục tiêu nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giúp các cơ quan chức năng làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, đặc biệt với mặt hàng thuốc lá lậu trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.